làm dừa và những góc nhìn. Năm 1910, làng Phước Thành, tổng An Hòa, quận Trung Giang, tỉnh Kiến Hòa, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông là con của một gia đình giàu có. Cha làm chánh tổng năm 1928. Ông sang Pháp du học tại Rouen. Năm 1935, ông tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước, lập gia đình và có tập thể 9 người vợ. Năm 1945, ông đến chùa An Sơn ở Bảy Núi, Châu Đốc, quy y, cầu đạo, tu ở đây 3 năm. Đến năm 1948, ông trở về định tượng, ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc hành đạo. Năm 1950, ông dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm đêm ngồi hành đạo trên đài, ăn chỉ là trái cây, chủ yếu là dừa, nên mới có biệt danh là ông Đạo Dừa. Năm 1958, ông gửi thư phản đối tổng thống Ngô Đình Diệm nên bị bắt giam. Năm 1963, đến cung phụng tỉnh Bến Tre dựng chùa Nam Quốc Phật, và tại đây ông lập ra Đạo Dừa. Năm 1967, ông ra tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Đạo Dừa bị cấm, ông tìm cách vượt biên nhưng không thành và đã bị đưa đi học cải tạo. Sau khi được tự do, ông bắt đầu hoạt động trở lại như trước, thờ tượng Phật Chúa, gọi là hòa đồng tôn giáo, chuyển hóa nội dung đạo Phật tạo con nhất nam phụ nữ. Năm 1989, thay thế tên gọi đạo Phật tạo con thành đạo gia đình chung sống. Năm 1990, ông bắt thọ tham một thuộc. Đạo Dừa bị cấm và cách hành đạo lần này không còn ăn chay tưởng niệm nữa. Nam ở đây ý chỉ nam là ông, nam nữ sống chung, nhất nam cụ nữ, nam nữ sống chung không mặc đồ và được tạo ra con. Có thể thấy rằng đây là một hành vi đi ngược lại luân thường đạo lý. Rồi sau khi đạo việc xét về góc độ lịch sử thì ông từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có và bà ông cũng có ba vợ. Ông lại được đi Tây du học 7 năm nên việc ông bị văn hóa phương Tây làm ông có những hành vi có thể xem đi ngược lại luân thường đạo lý. Ý niệm đoạn luân còn được ông thể hiện qua hành động cho chuột sống với mèo và đem nó ra làm minh chứng chứng minh cho sự hòa đồng dân tộc. Việc ông có thể sử dụng mèo chuột thực nghiệm cũng phần nào lột tả được ý niệm đi trái lại với đạo lý của ông khi đi xâm lược đế quốc và chiếm đoạt của cải của thuộc địa. Họ còn đánh cắp văn hóa tôn giáo tín ngưỡng hay đẹp của bản xứ, đặc trưng vì họ đã biết tan ca từ trong tu tập sang tan ca trong sinh hoạt tình dục để đạt được sự khoái cảm thăng hoa mới lạ trong đời sống tình dục. Bên cạnh đó, áp dụng tan ca vào yoga lại đem lại nhiều lợi ích trong điều trị bệnh cũng như ổn định tâm lý, giúp nam khỏe mạnh hơn, kéo dài sự ham muốn hơn và sự sản sinh testosterone cũng như nữ sản sinh ra nhiều estrogen, do đó mà nam nữ sẽ trẻ khỏe hơn và tăng tuổi thọ nếu chỉ quan ngại không xuất tinh, không sinh con như chính phương châm mà ông đề xướng, tránh được sự buộc tội và trách nhiệm. Nếu nói về cụ ông qua pháp tu tập của ông theo tên của cụ ông chân kinh ở huyện Thượng thì có thể đề cập đến đạo lý thần ảo của đạo gia, từ đó đúc kết thành bí kíp rèn luyện nội công căn bản qua câu đạo của trời là các thể có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa, lấy lý đạo trời lấy chỗ thừa mà nắp vào chỗ thiếu hụt từ đạo đức kinh của lão tử. Chính điều ấy cũng không loại trừ ông sử dụng quan điểm dùng âm thanh phượng tốt của những thiếu nữ trẻ bù vào phần dương suy yếu của ông để tăng cường sức khỏe và khí lực. Dừa cho chúng ta thấy gì, cái gì về ngũ sống? Ông là một người tài có xa thế hơn người mà được du học tiếp thu nền khoa học kỹ thuật hóa học từ rất sớm. Khi về nước ông cũng có 9 người vợ, nhưng chưa thấy có tài nào viết hay nói. Ông là một người chỉ ham mê sắc dục như bao công tử đương thời. Có thông tin nói rằng khi về nước lập gia, ông đã mở xưởng làm kinh doanh nhưng không thành nên ông đã rời nhà đi tu và lập nên đạo Dừa, thành công vang dội. Báo chí các nước đều biết đưa tin về ông và ông cũng là người dám đứng lên vận động tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, điều mà ít ai đương thời dám nghĩ dám làm. Nghe chuyện về đạo Dừa gặp lại rồi học thì cũng không ít lần chúng ta thực hành cái gọi là Phật tạo con nhất nam cụ nữ theo lối là học không cần hiểu thì chỉ một lần hoặc một là được, và chính với một thứ như vậy làm chúng ta cứ mãi trôi đi trong thời gian cũng như mất đi nhiều kinh nghiệm quý giá mà được tiếng lâm sàng đem lại. Sẽ thế nào nếu chúng ta lấy lối mòn tư duy đó trong thực hành y thuật, chỉ trọng kết quả, trọng qua môn, và chúng ta cứ đi tìm cách vượt qua các kỳ thi cho đến khi đối diện thực tế điều chúng ta làm sẽ là gì, và liệu rằng các bệnh nhân có còn tin giao phó sinh mạng mình cho bác sĩ như thế nữa không, liệu rằng chúng ta có tránh khỏi những tai tiếng sự nghi hoặc chính người sáng lập ra đạo Dừa đã phải mang cho đến khi nhắm mắt. Nếu đạo Dừa với tôn chỉ là hòa bình không phân biệt đã có thể gắn kết hàng nghìn người tin theo hành đạo, thì chúng ta khi hành y có nên mang trong tâm tưởng mình sự yêu thương và đối đãi bệnh nhân bằng sự khiêm cung hòa ái.